Quá tam ba bận. Nếu như tôi gặp anh lần thứ ba, tôi sẽ cho anh xin số điện thoại của tôi. Mẹ cứ yên tâm, con đã hứa với em nó là vào Sài Gòn, là con sẽ vào mà. Chỉ là muộn hơn một hôm thôi mà. Vâng, vâng, chào mẹ. Có chuyện gì đấy em gái? Nay em cá cược thua, thế nên là em phải hôn người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong mắt em. Bất ngờ hả? Hôn thì cũng hôn rồi, không chịu thì thôi. Mới nhất anh ấy nhá, bạn em nó chưa hôn ai bao giờ đâu. Anh thông cảm nhé, bạn em say quá rồi. Đi về, đi về, đi về. Tao sẽ bao giờ uống không? Đi về, đi về, đi về. Tao uống mà mày một ly nữa. Thôi, không, không. Say rồi. Tao chưa say, tao chưa say. Ui, ui, ui. Thế mà bảo tao chưa say rồi, say rồi đấy. Mình gặp nhau ba lần rồi mà. Tại em không nhớ thôi. À, đến bao giờ tao mới hết thất nghiệp đây? Còn tao không biết đến khi nào sẽ thất nghiệp đây. Ơ, mày không tin tao à? Tao nói là tao lo cho mày cơ mà. Còn 5 con ly không cứu được tao nhé. Này, mày có thấy số của bọn mình hẩm hiu không? Nhìn đi, đôi bàn tay nõn nà, mỹ miều, đáng yêu của tao. Bây giờ lúc nào cũng chua lòm mùi bột lên men. Mày ngửi thử đi. Mày bớt xàm đi. Mày gửi CV đến mấy nơi rồi? Thì cũng 6-7 nơi. Nhưng mà đúng là khi tao đi phỏng vấn xong, tao mới thấy chả có việc gì ra đâu với đâu. Chả lẽ cả đời này tao phải ở nhà làm bánh cho mẹ tao sao? Ừ, đúng rồi đấy. Mày là người có năng khiếu, mày làm cái gì chả được. Mà nhá, nghề làm bánh của mẹ mày ấy có tương lai đấy. Có mà điên, tao có chết cũng phải đi làm công sở. Thế tao hỏi mày nhá, mày cố sống cố chết làm công sở để mày chứng tỏ cho mẹ mày thấy là ngoài con chó ra có người thuê mày à? Mày nói cái gì cơ? Sao? Sao? Nói cái gì? Nói gì? Mày nói cái gì? Nói lại coi. Nói. Nói lại coi. Mày nói cái gì? Em xin lỗi chị Ly ạ. Tha cho mày đấy. Tao nhất quyết sẽ không chịu thua người mẹ tinh tướng của tao. Mẹ mày có nói gì cũng là tốt cho mày thôi, có mẹ tinh tướng. Bố mày có nói gì cũng chỉ được tốt cho mày thôi, cái đồ tinh tướng ạ. Sao mày không tự nói thế với bản thân mày đi, suốt ngày lên mặt với tao. Này. Hử? Bọn mình đúng là những kẻ thất bại với bố mẹ của mình nhỉ? À, con Ly điên. Ngu đấy. Dù ai đó. Đưa cho tao, nhanh lên. Ủa nè, béo mầm ra. Tao vừa gửi thông tin tuyển dụng của công ty bạn tao vào mail đấy. Vào mà check đi. Có gì gửi CV qua nhá.
Sao? Kiểm tra cho kỹ vào. Có gì gọi cho tao. Thế nhá. Thôi ok. Chị bảo em ở lại có việc gì ạ? À, hôm vừa rồi chị quay trở lại trung tâm. Thấy trung tâm dạo này có vẻ vắng khách. Trung tâm bọn em đang gặp khó khăn chị ạ. Dịch xong cho nên học viên cũng bỏ gần hết. Còn nhà đầu tư thì ới chị nhá. Chị nói thật á? Bọn em cũng đang tìm người góp vốn chung cả trung tâm đấy ạ.